Thưa quý vị, thưa các bạn, là hoạt động xúc tiến thương mại nằm trong khuôn khổ chương trình xúc tiến thương mại quốc gia 2019, Hội chợ thương mại quốc tế Việt Trung Lào Cai Vân Nam lần thứ 19 được tổ chức tại Lào Cai là hoạt động xúc tiến thương mại thường niên luân phiên hàng năm giữa tỉnh Lào Cai và huyện Hà Khẩu Vân Nam Trung Quốc nhằm thúc đẩy giao thương giữa các nhà đầu tư doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc và vùng lãnh thổ thứ ba vì mục tiêu thiết thực hợp tác hội nhập phát triển. Qua 18 kỳ tổ chức ở cả hai tỉnh Lào Cai Việt Nam và Vân Nam Trung Quốc, Hội chợ quốc tế Việt Trung được đánh giá thành công về nhiều mặt. Ở góc độ giao thương, ngoài trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm, hàng hóa, đã có rất nhiều hợp đồng kinh tế giữa doanh nghiệp hai bên được ký kết và thực hiện với tổng giá trị hàng chục tỷ đô la Mỹ. Hội chợ đã trở thành điểm nhấn trong giao lưu hợp tác kinh tế thương mại giữa hai tỉnh Lào Cai và Vân Nam nói riêng và hai nước Việt Nam Trung Quốc nói chung. Tôi vui mừng nhận thấy trong suốt chặng đường vừa qua, cả Lào Cai và Vân Nam đã liên tục có những nỗ lực và sáng kiến hợp tác để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của mỗi bên. Kim ngạch xuất nhập khẩu qua cặp cửa khẩu quốc tế Lào Cai Hà Khẩu những năm qua vừa tăng bình quân gần 20% một năm. Khách du lịch qua cửa khẩu tăng bình quân trên 21% một năm. Tổng vốn đầu tư FDI của tỉnh Vân Nam chiếm tỷ trọng trên 71% vốn FDI trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Do đó, Hội chợ Việt Trung Lào Cai Hà Khẩu thường niên là hoạt động xúc tiến thương mại thiết thực, không chỉ có ý nghĩa về giao lưu kinh tế, thương mại giữa Lào Cai và Vân Nam, mà còn là cầu nối thúc đẩy hợp tác phát triển giữa các tỉnh, thành phố trên tuyến hành lang kinh tế Côn Minh, Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, các tỉnh, thành phố của Việt Nam với vùng Tây Nam Trung Quốc. Đặc biệt năm nay, việc các tỉnh trong khu vực hợp tác Tây Bắc mở rộng và các gian hàng đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ thứ ba nhằm tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thương mại, đầu tư và du lịch đã càng khẳng định vai trò cầu nối của Lào Cai và Hà Khẩu trên tuyến hành lang kinh tế Côn Minh, Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Hội chợ thương mại quốc tế Việt Trung Lào Cai lần thứ 19 với quy mô trên 800 gian hàng, trong đó có trên 250 gian hàng của các doanh nghiệp Trung Quốc và các doanh nghiệp của các quốc gia vùng lãnh thổ khác như Hàn Quốc, Thái Lan, Ghana, vân vân, tham gia trưng bày giới thiệu quảng bá và xúc tiến tiêu thụ các mặt hàng có thế mạnh. Ngoài ra, hội chợ dành khu đất trống trên 2.000 m2 để bố trí cho khu triển lãm ô tô, sinh vật cảnh, đồ gỗ nội thất, vân vân nhằm đa dạng hóa sản phẩm, hỗ trợ thúc đẩy tiêu thụ mở rộng thị trường cho các tổ chức, doanh nghiệp trong cả nước. Đến với hội chợ này, ngoài việc tham gia của các doanh nghiệp phía Bắc còn có sự góp mặt của các doanh nghiệp nông sản các tỉnh phía Nam như An Giang, Đồng Tháp, Bến Tre, Tiền Giang. Với hội chợ xúc tiến thương mại quốc tế Việt Trung năm nay thì đây là lần thứ hai doanh nghiệp chúng tôi đã tham gia cái hội chợ này. Thì cũng theo từng năm thì mỗi một năm thì cái quy mô hội chợ và cái chương trình làm cũng có sự phát triển và đổi mới. Và ngoài ra thì với những hội chợ trong nước thì cũng có tham dự những cái hội chợ về bên Bộ Thương mại hay là Cục Xúc tiến Thương mại tổ chức. Thông qua những cái hội chợ như thế này thì cũng rất là nhận được cái nhiều ủng hộ và quan tâm của tất cả là người dân sống tại thành phố Lào Cai cũng như là các nước bạn Trung Quốc. Thì chúng tôi, những doanh nghiệp đang trong đà phát triển cũng rất là mong muốn có những cái hội chợ xúc tiến thương mại như thế này để mọi người có những cơ hội để quảng bá, giới thiệu hình ảnh sản phẩm của nước nhà cho rộng rãi cho những khách quốc tế và cũng là để cho giới thiệu cho bạn cho tất cả những cái người tiêu dùng của Việt Nam để thưởng thức được những cái hương vị của sản phẩm của Việt Nam làm ra. Là đại diện doanh nghiệp đến từ châu Phi xa xôi, lần đầu tiên chúng tôi tới tham dự hội chợ Việt Trung Lào Cai. Chúng tôi được ban tổ chức hỗ trợ nhiều về cơ sở hạ tầng, thủ tục thông quan, vân vân. Đây là những sản phẩm đặc trưng của châu Phi. Những sản phẩm này toàn bộ được làm thủ công, mang đậm nét văn hóa truyền thống vùng Tây Phi, muốn giao lưu hợp tác với các doanh nghiệp Việt Trung. Ngoài ra là doanh nghiệp kinh doanh, nên trong lần tham dự hội chợ lần này, chúng tôi cũng đang tìm hiểu về nông sản của Việt Nam, đặc biệt là lúa gạo để nhập khẩu vào thị trường Ghana. Nhằm nâng hội chợ thương mại quốc tế Việt Trung, Lào Cai, Hà Khẩu lên tầm cỡ khu vực, cũng như nâng cao chất lượng của hoạt động xúc tiến thương mại thường niên này, năm nay, các gian hàng triển lãm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch, trong đó ưu tiên cho các sản phẩm có nhu cầu xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu tỉnh Lào Cai, các sản phẩm góp phần quảng bá du lịch Lào Cai được các doanh nghiệp đánh giá cao. Công tác tổ chức cũng được đổi mới với nhiều nội dung khác biệt hơn các kỳ hội chợ trước. Bên cạnh trưng bày, giới thiệu sản phẩm, ban tổ chức bố trí sân khấu và lắp đặt màn hình LED tại hội chợ để các doanh nghiệp địa phương hai nước tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, tiềm năng, thế mạnh, cơ hội hợp tác đầu tư thương mại, tăng cường bố trí các khu vực triển lãm ngoài trời, giới thiệu các sản phẩm du lịch, quảng bá xúc tiến du lịch Việt Nam và Trung Quốc.
đề xuất những cái phương hướng hợp tác trong thời gian tới. Chúng tôi tập trung cho cái chất lượng các cái gian hàng tham gia hội chợ. Chúng tôi cũng có những cái tuyên truyền và cũng mời gọi những doanh nghiệp mà hàng đầu của cả bên phía Việt Nam và Trung Quốc tham gia hội chợ và sẽ tập trung cho cái công tác triển lãm giới thiệu sản phẩm hàng hóa có lợi thế của mỗi bên, tổ chức một số các cái hoạt động để phục vụ cho cái xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch và cái hoạt động giao thương kết nối cho doanh nghiệp. Và đặc biệt là chúng tôi tổ chức cái hoạt động kết nối với doanh nghiệp với nhau để khai thác hiệu quả cái vị trí cầu nối của Lào Cai và khẩu. Trong khuôn khổ hội chợ, tỉnh Lào Cai và tỉnh Vân Nam đã tổ chức hội đàm hợp tác kinh tế thương mại Lào Cai Vân Nam, diễn đàn phát triển chuỗi sản phẩm nông sản và thương hiệu sản phẩm địa phương, hội nghị giao thương và ký kết thỏa thuận hợp tác doanh nghiệp Việt Trung. Tại hội nghị này, 10 cặp hợp đồng kinh tế đã được ký kết. Tôi rất là tự hào, vinh dự là một cái tỉnh Đồng Nai được tỉnh bạn là Lào Cai mời đến dự cái chương trình kết nối Việt Trung, một nước láng giềng. Thì cái hiện nay Trung Quốc là một cái nước rộng lớn, phát triển kinh tế rất là dồi dào, thì tôi mong sao là giữa cái hội nghị này kết nối giao thương giữa nước bạn và nước Việt Nam mình để được những cái mặt hàng của mình để đưa ra thị trường nước ngoài. Khi cái hội nghị này xong rồi, tôi sẽ về truyền lại những cái doanh nghiệp người ta chưa đi dự lần nào, mình sẽ khuyến khích họ là nên đi dự những cái chương trình này để mình đưa những cái mặt hàng mình tiến xa hơn nữa. Bây giờ ở trong nước thì cũng chưa là đủ, mình có những cái hội nghị này kết nối cung cầu thì nó sẽ lan tỏa hơn. Thông qua các sự kiện này, hai bên đã đánh giá tình hình hợp tác kinh tế thương mại giữa hai địa phương và trao đổi phương hướng hợp tác tiếp theo, thông tin cụ thể về cơ chế chính sách thu hút đầu tư, giới thiệu các dự án hai bên kêu gọi đầu tư đến các doanh nghiệp hai nước.